Như các bạn đã biết thì cá voi xanh là loài động vật lớn nhất từng được biết đến từ trước đến đây trong lịch sử trái đất. Loài động vật có vú biển này đã cai trị đại dương với chiều dài lên đến 30 mét và có thể nặng tới 190 tấn. Nhưng kích thước không phải là điều thú vị nhất về chúng. Bạn đã từng nghe biệt danh ca sĩ của đại dương, quả tim sinh vật mà bằng một chiếc ô tô hay một cái lửa nặng hơn cả một con cá voi. Nếu chưa thì bên dưới đây sẽ là những thông tin dành cho bạn. Trong video ngày hôm nay, Quân Trói Xe sẽ cùng các bạn khám phá 12 sự thật thú vị về cá voi xanh, gã khổng lồ với bí danh là danh ca của đại dương hiện đại. Hãy ấn like, subscribe ủng hộ Quân Trói Xe rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 1. Giống loài và kích thước cá voi xanh. Cá voi xanh có danh pháp khoa học là Balaenoptera musculus, hay còn được biết đến với tên gọi là cá ông, là một loài cá voi thuộc về phân bộ cá voi tấm sừng hàm. Cá voi xanh cũng thuộc về họ Balaenopteridae. Họ này bao gồm cá voi lưng gù, cá voi vây, cá voi xây và cá voi minke. Balaenopteridae được cho là đã tách ra từ các họ khác của phân bộ cá voi tấm sừng hàm vào giữa thế Oligocene khoảng 28 triệu năm trước. Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất từng được biết đến từ trước đến đây trong lịch sử trái đất, với kích thước trung bình từ 29,9 cho đến 33,26 m và nặng tối đa 190 tấn. Có nhiều phân loài của loài sinh vật này. Phân loài cá voi xanh lùng và Bắc Ấn Độ là nhỏ nhất, trung bình dài 21-22 m, tối đa là 24,1 m. Phân loài cá voi xanh Chile trung bình dài 23,5 m với chiều dài tối đa là 25,6 m. Cá voi xanh Bắc Bán Cầu trung bình dài từ 22-24 m với chiều dài tối đa khoảng 27 m ở Bắc Thái Bình Dương và 28 m ở Bắc Đại Tây Dương. Lớn nhất là phân loài cá voi xanh Nam Cực, nơi những con trưởng thành có chiều dài trung bình từ 24-26 m. Giống như cá voi vây thì cá voi xanh đực nhỏ hơn con cái một chút. Con cá voi xanh lớn nhất được khoa học đo được là một con cái Nam Cực dài 29,9 m. Tuy nhiên, các thành viên của cộng đồng khoa học khá công nhận rằng những con cá voi xanh lớn nhất trong lịch sử phát triển vượt quá 30 m. Điều này chủ yếu là do tính nhất quán của dữ liệu săn bắt cá voi và các nguồn khác. Trong khoảng thời gian từ năm 1916 đến 1949, 88 con cá voi xanh dài từ 30-33 m đã được báo cáo ở Nam Bán Cầu. Con lớn nhất từng được ghi nhận là một con cái bị bắt ở ngoài khơi Nam Georgia vào năm 1909, có chiều dài 33,58 m, tương tự như cá già tán dài 24 m. Tuyên bố này có nhiều nghi ngờ vì nó xuất phát từ hồ sơ săn bắt cá voi trước những năm 1920, nhưng được các tác giả chấp nhận tương đối nhiều hơn. Tuyên bố về cá voi xanh dài 33,58 m, mặc dù rất lớn, nhưng tương đối ít vô lý hơn so với tuyên bố về cá nhà tán. Thức ăn của cá voi xanh. Dù không sở hữu một bộ răng thực sự, nhưng cá voi xanh vẫn bị xếp vào nhóm động vật ăn thịt. Chúng sống dựa trên một chế độ ăn uống mà chủ yếu bao gồm các nhóm nhuyễn thể, giáp xác nhỏ và đôi khi là những loài cá nhỏ. Cá voi xanh ăn bằng cách bơi về phía bầy câu mồi và những nếp gấp trên cổ cho phép cổ họng của chúng mở rộng, hấp lấy một cụm nước khổng lồ vào túi chứa thức ăn được tạo bởi dưới hàm và khép miệng chúng lại. Sau đó, nước được đẩy ra ngoài, nhưng hàng ngàn sinh vật nhỏ bé được giữ lại bởi các tấm sừng hàm lọc thức ăn của chúng, và sau đó các sinh vật ấy sẽ bị nuốt vào. Cá voi xanh có thể tiêu thụ lên đến 40 tấn con mồi hàng ngày trong những tháng mùa hè ở vùng biển lạnh và giàu thức ăn. Mặc dù cá voi xanh ăn một lượng lớn thức ăn khổng lồ vào mùa hè, nhưng chúng hầu như không ăn gì khi di chuyển đến vùng nước ấm vào mùa đông. Chúng luôn kiếm ăn trong những vùng có mật độ thức ăn nhiều nhất. Nhu cầu năng lượng của một cá thể cá voi xanh trưởng thành là khoảng 1,5 triệu kilocalo. Mức tiêu thụ thức ăn của cá voi xanh biến động theo mùa. Chúng thường phải tiêu thụ một lượng lớn thức ăn mỗi lần ở vùng biển châu Nam Cực trước khi di chuyển tới các vùng biển ấm hơn gần xích đạo để sinh sản. Cá voi xanh thường lặn xuống tới 100 mét để kiếm ăn vào ban ngày, trong khi vào ban đêm, hoạt động này chủ yếu diễn ra ở gần mặt nước. Thông thường, chúng có thể săn mồi liên tục và không cần trở lên mặt nước trong 10 phút. Tuy nhiên, có ghi nhận về các trường hợp lặn liên tục tới 21 phút. Cá voi xanh thường vô tình ăn cả những loài cá nhỏ, mực và các loài giáp xác nhỏ khác do cách thức săn mồi của chúng. Số 3. Ca sĩ của đại dương. Cá voi xanh là loài động vật ồn ào nhất trong tất cả các loài vật từng được biết đến, với âm lượng lên đến 118 decibel. Cá voi xanh không phát những âm thanh phức tạp như những con cá voi lưng gù, nhưng những tiếng kêu tần sâu thấp của chúng dưới ngưỡng con người có thể nghe thấy, có thể được nhận ra từ cách hơn 805 km. Những tính toán từ những năm 1970 của hai nhà khoa học Roger Bailey và Douglas Webb đã nghiên cứu,
Tiếng gác của cá voi xanh có thể lan truyền xuyên đại dương. Tiếng gác của cá voi xanh to hơn máy bay phản lực với âm lượng 140 decibel. Tiếng gác to nhất của con người chỉ đạt hơn 70 decibel, trong khi ngưỡng âm thanh ghi đau tai cho con người từ 120 đến 130 decibel. Vài năm trước đây, các nhà nghiên cứu nhận ra rằng cá voi đang giảm tần suất số lần hét đi. Cá voi xanh được mệnh danh là những ca sĩ lãng du khắp các đại dương, vì cá voi xanh có thể phát ra âm thanh siêu trầm ở tần số 14 Hz và nó cũng phát ra thứ âm thanh lớn nhất trên thế giới. Số 4. Cá voi xanh xoay 360 độ để săn mồi. Các nhà khoa học mới đây phát hiện thấy cá voi xanh thực hiện các màn nhào lộn dưới nước để tấn công con mồi từ bên dưới. Họ đã ghi lại khả năng cơ động đáng ngạc nhiên của sinh vật khổng lồ này. Họ phát hiện những con cá voi xoay 360 độ ở tư thế định hướng một cuộc tấn công bất ngờ. Các kết quả được công bố bởi tiến sĩ Jeremy Goldbogen và các đồng nghiệp đại diện cho Hiệp hội Kasnia Research Collective có trụ sở ở Washington, Mỹ. Mặc dù là loài động vật lớn nhất từng được tồn tại, cá voi xanh vẫn cho thấy một khả năng ấn tượng để thực hiện các thao tác phức tạp đánh bắt các đám sinh vật phù du. Kết quả cho thấy những con cá voi đã thực hiện các động tác quay tròn ấn tượng như sóng để xâm nhập vào các đám sinh vật phù du. Khi cá voi xanh nhấn chìm khỏi nước chưa đầy các sinh vật phù du này, nó vẫn tiếp tục xoay tròn cùng một hướng và hoàn thành một vòng đủ 360 độ, và cơ thể nó lại trở lại thăng bằng để sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo. Các nhà nghiên cứu đã có thể ghi lại đoạn băng video của cuộc nhào lộn ấn tượng bằng cách sử dụng một máy quay video gắn vào một con cá voi khác để theo dõi hành vi tự nhiên này. Trước đây, các nhà nghiên cứu đã thấy hành vi tương tự ở các loài cá voi khác như cá voi lưng gù, nhưng những sinh vật này hiếm khi xoay mình quá 150 độ trong lúc đánh bắt các sinh vật phù du. Trong các loài cá voi nhỏ hơn, khả năng xoay mình và chuyển hướng được cho là nhào vào các vây dài và đuôi. Tuy nhiên, đối với cá voi xanh, các nhà khoa học nhận thấy những nỗ lực chuyển hướng thường cho loài động vật có vú to lớn này bữa ăn khổng lồ. Số 5. Lưỡi cá voi xanh nặng hơn một con voi. Cá voi xanh là động vật lớn nhất và nặng nhất từng tồn tại. Miệng của nó có thể ngậm trọn một đội bóng đá 11 cầu thủ và trái tim của nó có kích thước tương đương một chiếc xe hơi 4 chỗ ngồi. Nhìn chung, các con cá voi xanh ở Bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương nhỏ hơn các cá thể ở vùng nước gần Nam Cực. Một loài vật khổng lồ có nghĩa là các bộ phận cơ thể của nó cũng thuộc loài hàng khủng. Ví dụ như chiếc lưỡi của loài cá voi xanh có thể ước tính trung bình là khoảng 3 tấn. Trong khi đó, khối lượng trung bình của một con voi chỉ khoảng 2,7 tấn. Điều đó có nghĩa là lưỡi của cá voi xanh còn nặng hơn cả một con voi. Thậm chí, cá voi xanh còn vượt trội về kích thước so với những sinh vật đã biến mất như khủng long. Một trong những chi khủng long lớn nhất trong đại chúng sinh là Argentinosaurus, chỉ nặng đến 90 tấn. Trong khi đó, loài khủng long cổ dài thường được thấy trong các bộ phim hay chương trình khoa học, Alphicoleus fragilimus, dù đạt chiều dài lên đến 58 mét, nhưng được ước tính nặng 122,4 tấn, vẫn nhẹ hơn cá voi xanh. Số 6. Trái tim của cá voi xanh lớn bằng chiếc xe hơi. Trái tim của cá voi xanh từ lâu đã được đồn đại là có kích thước tương đương một chiếc xe hơi. Động mạch chủ của nó, theo một số chuyên gia, thậm chí đủ lớn để con người bơi xuyên qua. Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã tìm thấy cơ hội nghiên cứu cơ quan nội tạng khổng lồ này, và khám phá mới của họ đã hé lộ những chi tiết mới về loài sinh vật khủng sở hữu nó. Dù cá voi xanh vô cùng hiếm gặp, nên các nhà khoa học trước đây chưa từng có cơ hội nghiên cứu kết cấu trái tim của chúng một cách chi tiết. Tuy nhiên, họ đã có cơ hội quan sát cận cảnh trái tim của loài sinh vật khủng này sau khi xác một con cá voi xanh trôi dạt vào bờ biển Newfoundland của Canada. Theo BBC, Bảo tàng Hoàng gia Ontario được trao nhiệm vụ mổ giải phẫu cơ thể của con cá voi xanh dài 23,3 mét này. Nhóm nghiên cứu nhận định nhiều khả năng con cá voi xanh xấu số bị các mảng băng dày bất thường đâm phải hoặc bị mắc kẹt dưới các lớp băng và không thể thu nhận dưỡng khí. Với trọng lượng nặng gần 180 kg, trái tim cá voi xanh nặng tương đương một chiếc lốp xe kéo lớn và cần 3 đến 4 người hợp sức để nâng lên. Số 7. Xác cá voi xanh có thể phát nổ khi dẹt vào bờ. Cá voi, đặc biệt là cá voi xanh, mỗi khi chúng dẹt vào bờ lại là một câu chuyện rất đau đầu đối với các nhà chức trách địa phương. Bởi chúng quá lớn nên khi phân hủy, môi trường sống xung quanh sẽ ô nhiễm rất nặng, mùi hương bốc lên không thể chịu nổi. Nhưng không chỉ vậy, nhiều khả năng cái xác ấy còn có thể phát nổ. Khi một sinh vật sống chết đi, vi khuẩn và dòi bọ sẽ vào cuộc khiến cơ thể phân hủy một cách nhanh chóng. Nội tạng sẽ phân hủy trước tiên, tạo ra khí tích tụ trong cơ thể, thường là metan và các khí gốc nitrogen, khiến cơ thể rơi vào trạng thái chưa phân. Khí này sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài do làn da bị phân hủy, nhưng đó là ở người, còn xác cá voi lại là một câu chuyện khác hẳn. Da cá voi rất dày và có tính đàn hồi cực mạnh, có thể chịu được áp suất cực lớn, lại cực khó bị phân hủy, do đó khí có thể tích tụ với khối lượng khổng lồ. Hãy thử tưởng tượng một con cá voi nặng khoảng 170 tấn, một cơ thể vĩ đại như vậy mà bị phân hủy thành khí, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cơ thể chúng sẽ trở thành một quả bom nổ chậm, nhưng thường thì quả bom này chỉ nổ khi có tác động của con người.
nhiều người hiếu kỳ trèo lên xác cá voi chụp ảnh, lấy dao xin một ít da, thịt hoặc răng về làm kỷ niệm. Tất cả đều không biết rằng chỉ cần một vết cắt, cơ thể chúng sẽ phát nổ và nó giống như một quả bóng bay vậy. Nhìn chung, lực phát nổ này không đủ mạnh để gây chết người, nhưng cũng có thể khiến chúng ta bị thương. Hơn nữa, việc bị cái thứ nội tạng hôi thối này bắn thẳng vào người cũng xứng đáng được gọi là một thảm họa rồi. Quá trình phân hủy xác cá voi có thể lên tới 30 năm. Vì thế, việc để lại xác chương phền trên bãi biển gần khu dân cư chắc chắn là một chuyện không thể chấp nhận được. Tại nhiều nơi trên thế giới, người ta chôn xác cá voi ngay khi phát hiện. Nếu xác quá lớn sẽ cần xẻ nhỏ thịt để xử lý. Có một số trường hợp xác cá voi phân hủy nặng, không thể chôn cũng không thể cắt nhỏ. Trường hợp này, người ta dùng thuốc nổ để tiễn xác cá voi. Số 8. Cách cá voi xanh phun nước. Độ cao, dạng hình và độ to nhỏ của các cột nước mà cá voi phun lên rất khác nhau. Vòi phun của cá voi xanh có thể cao tới 9-12 mét. Tại sao chúng có thể làm được điều đó? Một nhà thám hiểm đã sử dụng drone để ghi lại những hình ảnh ấn tượng về chú cá voi lưng gù ở ngoài khơi bờ biển Newport, bang California, Mỹ. Thông thường, chúng ta chỉ bắt gặp những tia nước màu trắng phun lên từ lỗ thở của cá voi. Tuy nhiên, ở góc độ của chiếc drone, tia nước này đã bắt gặp được chùm ánh sáng và kết quả tạo ra là một chiếc cầu vồng nhỏ vô cùng ảo diệu trong chốc lát. Môi trường sống của cá voi là nước, nhưng chúng lại hô hấp bằng phổi. Vì thế, loài cá khổng lồ này phải ngồi lên để lấy oxy trong không khí. Lỗ mũi của cá voi khác với các loài động vật có vú khác, chỉ có một ống hẹp dẫn khí vào phổi, xoang mũi và tiêu giảm. Khoang mũi mở ra ở đỉnh đầu và giữa hai con mắt. Có một số loài hai mũi hợp lại là một. Lá phổi của cá voi rất lớn, chẳng hạn phổi của cá voi xanh có thể nặng đến 1,5 tấn, trong khi phổi chứa được hơn 15.000 lít không khí. Dung lượng phổi lớn như vậy rất lợi, giúp con vật tránh được việc phải thường xuyên nổi lên mặt nước để hít thở. Tuy nhiên, thời gian lặng cũng không quá lâu, chỉ sau mười mấy phút là cá voi phải ngồi lên để lấy không khí. Để tạo ra những tia nước cao vút, trước hết, chúng phải thải ra ngoài một lượng lớn không khí. Vì áp lực trong phổi rất lớn, nên lúc khí phun ra thường kèm theo những âm thanh rất to, có lúc giống như tiếng còi tàu hỏa. Luồng khí lúc mạnh có sức bật ra khỏi lỗ mũi, làm bắn cả nước biển lên không trung. Nên trên mặt biển xanh thẳm xuất hiện một suối phun. Ở vùng biển lạnh giá, không khí khu biển lạnh hơn không khí trong phổi. Vì vậy, không khí ẩm ướt trong phổi thở ra, gặp lạnh sẽ ngưng động lại thành từng hạt nước nhỏ, cũng có thể phun thành cột nước. Số 9. Cá voi xanh từng mất ngôi lớn nhất hành tinh. Cá voi xanh từng mất ngôi động vật lớn nhất hành tinh, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Khi vào tháng 8 năm ngoái, một nhóm nhà cổ sinh vật học thông báo phát hiện xương hóa thạch của loài cá voi cổ đại khổng lồ, có tên là Berucetus, có thể nặng đến hơn 200 tấn, biến đó thành động vật nặng nhất từng sống trên trái đất. Trong nghiên cứu mới, Benson và Motani xem xét những loài cá voi còn sống, do không thể đưa cá voi xanh còn sống lên bàn cân, chưa ai đo được chính xác trọng lượng của nó. Nhóm nghiên cứu đã soát dữ liệu thu thập bởi các tàu đánh bắt cá voi Nhật Bản vào thập niên 1940 và sử dụng thông tin đó làm nền tảng cho ước tính mới. Họ cũng tạo ra mô hình 3D của cá voi xanh, dùng làm mô hình của Berucetus. Với cách tiếp cận này, họ ước tính Berucetus nặng 60-70 tấn, ít hơn nhiều so với kết luận trước đó. Họ nói Berucetus vẫn là một phát hiện lớn, dù có kích thước nhỏ hơn kết luận trước. Giới cổ sinh vật học từ lâu cho rằng cá voi tiến hóa tới kích thước khổng lồ chỉ trong vài triệu năm qua. Ngay cả nặng 60 tấn, Berucetus vẫn là gã khổng lồ trong số những loài cá voi thời kỳ đầu. Số 10. Từng có gần 30.000 cá thể bị săn trong một năm. Mọi chuyện bắt đầu khi Sven Foy, một người Na Uy, thử săn cá voi cỡ lớn vào năm 1864 trên một con tàu hơi nước với một khẩu súng phóng lao được thiết kế đặc biệt. Dù lúc đầu khẩu súng này khá cồng kềnh và có xác suất thành công thấp, Foy đã cố gắng hoàn thiện nó và chẳng mấy chốc, một vài chạm săn cá voi bắt đầu mọc lên dọc theo bờ biển Finnmark ở phía bắc Na Uy. Vì những xung đột với người dân địa phương, các chạm này đã bị đóng cửa, với chạm cuối hoạt động vào năm 1904. Việc săn cá voi xanh cũng đã nhanh chóng lan đến Iceland vào năm 1883, đảo Faroe vào năm 1894, Newfoundland vào năm 1898 và Spitsbergen vào năm 1903. Năm 1904 đến năm 1905, cá voi lần đầu tiên bị giết tại Nam Georgia và tới năm 1925, với sự xuất hiện của máy trượt đằng sau tàu và việc sử dụng phổ biến động cơ hơi nước, số lượng cá voi xanh nói riêng và các cá voi tấm sừng hàm nói chung tại Nam Cực và các vùng xung quanh sụt giảm thảm hại. Vào mùa săn năm 1930-1931, chỉ tính riêng tại Nam Cực, 29.400 con cá voi xanh đã bị giết. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, trái đất dường như đã hết sạch cá voi xanh. Năm 1946, lần đầu tiên một hạn mức quốc tế về săn bắt cá voi được đặt ra, nhưng hiệu quả thì không là bao, vì những loài quý hiếm vẫn có thể được săn theo cùng hạn mức với các loài vẫn còn tương đối nhiều. Arthur Clarke,
là trí thức lớn đầu tiên đứng lên kêu gọi cộng đồng quan tâm đến tình cảnh khốn cùng của loài này. Trong một quyển sách năm 1962 có tên là Profiles of the Future của mình, ông nói: "Chúng ta không biết được bản chất thật của thực thể mà chúng ta đang hủy diệt", ám chỉ đến bộ não lớn của cá voi xanh. Toàn bộ các loài cá voi truyền thống ở châu Á đã gần như bị tuyệt chủng bởi các hoạt động săn bắt công nghiệp của Nhật Bản, đặc biệt là những nhóm cá voi di cư từ phía bắc Nhật Bản xuống biển Hoa Đông. Những con cuối cùng trong nhóm này bị bắt tại Amani Oshima trong khoảng thời gian từ năm 1910 đến năm 1939. Hoạt động đánh bắt ráo riết này diễn ra cho tới năm 1965 với các trạm săn cá voi chủ yếu đặt dọc vào biển Hokkaido và Sanriku. Việc săn cá voi cuối cùng cũng đã bị Hiệp hội nghề đánh cá voi quốc tế cấm vào năm 1966, và những hoạt động săn bắt trái phép tại Liên Xô cuối cùng cũng chấm dứt vào thập niên 1970. Cho tới lúc đấy, đã có tổng cộng 330.000 con cá voi xanh bị giết tại Nam Cực, 33.000 con cá voi tại phần còn lại của Nam Bán Cầu, 8.200 con ở Bắc Thái Bình Dương và 7.000 con ở Bắc Đại Tây Dương. Cộng đồng cá voi xanh lớn nhất ở Nam Cực đã bị rút xuống chỉ còn 0,15% số lượng ban đầu. Số 11. Các mối đe dọa ngoài săn bắt. Vì kích thước khổng lồ và sức mạnh của mình, cá voi xanh hầu như không có thiên địch trong tự nhiên. Có một lần, tạp chí National Geographic đã đưa tin về một con cá voi xanh bị tấn công bởi một đàn cá voi sát thủ tại bán đảo Baja, California. Mặc dù bầy cá voi sát thủ không thể giết được con cá voi xanh này, nhưng nó đã bị thương nặng và chết không lâu sau đó. Gần 1/4 con cá voi xanh tại Baja mang những vết sẹo do cá voi sát thủ cắn. Cá voi xanh có thể bị thương, thậm chí là chết do va chạm với tàu bè hay bị vướng vào lưới đánh cá, đôi khi là những mảnh băng cứng. Việc sử dụng ngày càng nhiều soda trong kỹ thuật hàng hải đã làm nhiễu những bài hát của cá voi, khiến chúng gặp khó khăn trong giao tiếp. Cá voi xanh ngừng phát ra tiếng kêu khi một sóng soda tần số chung được bật, mặc dù tần số này là 1-8 kHz, nằm ngoài ngưỡng giọng của chúng là từ 25-100 Hz. Việc thải bolic chlorinated bifenin, một chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe động vật ra tự nhiên, cũng đe dọa đến sự phục hồi của cá voi xanh. Có quan ngại rằng nếu các sông băng và băng vĩnh cửu tan quá nhanh về sự ấm lên toàn cầu, một lượng lớn nước ngọt chảy ra đến một mức nào đó sẽ làm ngưng sự luân chuyển thủy nhiệt. Cá voi xanh dựa trên sự luân chuyển này, tức là sự dịch chuyển của dòng biển đóng và lạnh để di cư. Chúng kiếm băng tại các vùng nước mát giàu nhuyễn thể ở phi độ cao vào mùa hè và chú đông, cũng như đẻ con ở các vùng nước ấm thuộc phi độ thấp hơn vào mùa đông. Nếu như cơ chế chuyển dịch dòng biển này bị ngưng thì cá voi xanh có thể sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn. Sự thay đổi nhiệt độ nước biển cũng ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của cá voi xanh. Nhiệt độ tăng trong khi nồng độ muối lại đi xuống sẽ làm thay đổi sự phân bố cũng như giảm đáng kể số lượng mỗi lần mà cá voi xanh ăn. Số 12. Tình hình bảo vệ cá voi hiện nay. Kể từ khi luật cấm săn bắt cá voi được ban hành, người ta đã thực hiện nhiều nghiên cứu nhằm xem các quần thể cá voi hiện nay tăng trưởng về số lượng hay đang ổn định. Tại Nam Cực, ước tính khả quan nhất cho thấy tốc độ tăng trưởng là 7,3% mỗi năm kể từ lúc việc săn trộm tại Liên Xô chấm dứt. Nhưng tổng số cá voi xanh ở đây vẫn không vượt quá 1% vào thời điểm trước khi bị săn. Quần thể tại California phục hồi nhanh hơn. Với nghiên cứu vào năm 2014, cho thấy quần thể này đã đạt 97% số lượng ban đầu. Số lượng cá voi xanh trên toàn thế giới vào năm 2002 được ước tính vào khoảng 5.000-12.000 con. Tuy nhiên, ở rất nhiều vùng, người ta chỉ có thể suy đoán một cách không chắc chắn. Cá voi xanh được liệt kê là một trong những loài nguy cấp trong sách đỏ IUCN ngay khi sách này được công bố. Tại Mỹ, Cục Nghề cá quốc gia đã đặt cá voi xanh dưới sự bảo vệ của luật loài nguy cấp. Quần thể cá voi xanh lớn nhất gồm khoảng 2.800 con thuộc phân loài Balaenoptera musculus, sinh sống tại Đông Bắc Thái Bình Dương, từ Alaska cho đến Costa Rica. Vào mùa hè, người ta có thể thấy chúng tại California. Lâu lâu, quần thể này cũng bơi tới Tây Bắc Thái Bình Dương, vùng giữa Kamchatka và cực Bắc Nhật Bản. Vừa rồi, mình và các bạn đã cùng đến với 12 thông tin thú vị về cá voi xanh, loài động vật lớn nhất hành tinh, có biệt danh là danh ca của đại dương hiện đại. Nếu như phát hiện chúng mình đã bỏ lỡ chi tiết nào, các bạn có thể bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của All Jaxa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.